Quý anh chị tuổi Nhâm Tý kính mến, mình là Tử Vi hoan hỷ chào đón quý anh chị đã quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Kính chúc quý anh chị luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Vâng, kính thưa quý anh chị, các nhà tiên tri học, nhà tử vi học phương Đông đã tiết lộ rằng năm Quý Mão 2023, quý anh chị tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 có 3 tháng cực kỳ là may mắn, vận may cực đỏ, được thần tài ưu ái, quý nhân tương trợ, tiền bạc cứ ùn ùn đổ về nhà, làm ăn trúng lớn, mua nhà, mua đất, mua xe. Vậy 3 tháng trong năm đó là những tháng nào? Làm sao để quý anh chị tuổi Nhâm Tý nắm bắt được vận may cực đỏ này? Thì xin mời quý anh chị cùng theo dõi nội dung chi tiết ngay sau đây nhé. Hé lộ bí mật động trời, năm 2023 âm lịch, tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972, cực may, cực đỏ, hốt cạn lộc trời, 100 tỷ cầm tay, đổi đời cải vận, mua nhà, tậu xe, an nhàn giàu có đúng 3 tháng may mắn này. Đầu tiên, xét cung mệnh cuộc đời tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972. Xem tử vi học phương Đông cho thấy, người tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 mệnh Mộc, tăng đố Mộc, có nghĩa là gỗ cây dâu. Do mang đặc tính của Mộc nên họ là người chăm chỉ, cần cù trong công việc và học tập. Họ hiểu rõ giá trị cũng như tầm quan trọng của tri thức đối với sự nghiệp. Đây cũng là những người có tinh thần xây dựng và hợp tác rất cao. Họ có đầu óc quan sát nhạy bén, cùng khả năng phân tích sự việc một cách sâu sắc. Họ thích suy nghĩ, khám phá và vì vậy những công việc thuộc lĩnh vực khoa học, công nghệ sẽ phù hợp đối với họ. Ngoài ra lĩnh vực nghệ thuật cũng thu hút sự quan tâm của họ. Đa số người tuổi Nhâm Tý mệnh Mộc đều có tài, có chí tiến thủ, ham sáng tạo và luôn mang tinh thần đổi mới. Theo lá số tử vi cho thấy, người tuổi Nhâm Tý mệnh Mộc là người thời nhỏ gặp nạn trung niên đủ ăn đồ mặc, thân nhàn tâm khổ anh em vất vả, họ hàng lạnh nhạt, đều là tự mình làm lấy. Nữ thường giỏi giang, đây là dạng chuột luôn tiến bộ, hướng tới thành công và rất thân tình, họ sẽ cố gắng khám phá mọi thứ và tìm ra giá trị sử dụng của hầu hết những thứ họ gặp được. Họ hiểu biết toàn diện về cuộc sống, hoạt động và các hệ thống, làm cho nó hoạt động theo ý mình. Họ có tầm nhìn xa trông rộng và luôn muốn tìm hiểu nguyên nhân tại sao và từ đâu ra, mặc dù họ khá tự cao tự đại, nhưng vẫn biết chiều lòng và chu đáo với người khác bởi họ luôn muốn tìm kiếm sự ủng hộ và ngưỡng mộ. Nhìn chung, Nhâm Tý là người rất linh hoạt, có khả năng tùy cơ ứng biến nên có thể khắc phục nhiều khó khăn, trở ngại, dù có gặp nguy hiểm nhưng cũng không hề sợ mà quyết tâm tới cùng không bỏ cuộc. Họ bình tĩnh và tỉnh táo, có trực giác nhạy bén, có tầm nhìn xa cũng như sự tinh tế, mẫn cảm trong chuyện làm ăn, khó khăn chỉ khiến cho tài năng của bản mệnh càng thêm xuất chúng. Người sinh năm Nhâm Tý 1972 mệnh Mộc có ý chí quyết tâm vô cùng to lớn, chỉ cần họ định sẵn một con số về tiền bạc để phấn đấu, thì chắc chắn dù có phải làm thế nào, họ cũng sẽ cố gắng đến cùng không bao giờ bỏ cuộc. Người này có tài kinh doanh, buôn bán, thích cả những thứ đẹp đẽ hoa lệ, song rất hay thay đổi, không kiên định, tiền vận phải vất vả bon chen, khó giành được thành công. Đặc biệt, gặp phải nhiều thất bại nặng nề trong lĩnh vực đầu tư, thậm chí có thể lâm vào cảnh tán gia bại sản. Tới trung vận, thái độ sống dần chững chạc hơn, tích cực làm việc, lại được quý nhân nâng đỡ nên có cơ hội phát triển sự nghiệp, phát huy tài năng kinh doanh nhanh chóng thành công, làm nên cơ nghiệp. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhìn lại quãng đường mà Nhâm Tý đã trải qua. Theo năm tháng cuộc đời, có thể thấy được rằng, cũng chỉ vì không chấp nhận tầm thường, nên Nhâm Tý mới mưu cầu thành công, thành tựu. Vì mong một kiếp nhân sinh rực rỡ, muốn làm cho hết khả năng của bản thân, nên Nhâm Tý mới lao ra khỏi cái vòng tròn an toàn, lựa chọn mạo hiểm, mơ mộng phù hoa, đến với những đau khổ, nếm trải vất vả mà thanh toàn cho cuộc sống. Cũng chỉ vì muốn chăm lo cho người thương, muốn có vật chất làm công cụ bảo hiểm cho gia đình, Nhâm Tý mới cố gắng vất vả ngược xuôi ở thời điểm thanh xuân còn cháy bỏng. Vậy nên không có gì là sai khi Nhâm Tý vấp ngã cả, không có gì là sai khi chịu chút thất bại của cuộc sống trong thời gian dài. Nếm trải đủ, người yêu quý có, người khinh miệt có, người tôn trọng có và kẻ tệ bạc cũng không ít. Chung quy, chỉ là thời thế không thuận, bản thân chưa sáng suốt có vậy mà thôi. Kỳ thực đời người ai không có lần vấp ngã, lắm lúc Nhâm Tý cũng thấy mừng vì ít ra ngã sớm trong cái đoạn thanh xuân còn trẻ, để rồi lại dễ dàng vực dậy làm lại từ đầu và đón ánh nắng sớm đẹp đẽ của cuộc đời vào những ngày bình yên. Chỉ sợ là sau này, nếu ngã rồi mà nằm yên lại, sau này khi thua rồi lại chán nản buồn phiền, sau này khi không còn đủ sức để thừa nhận, không nhìn thẳng hoặc cố chấp lảng tránh những gì mình đã gây ra, sau này lại thay vì tự vấn bản thân,
lại trách đời, mắng người, hận trời, giận đất, sao số tôi lại khổ thế này. Nhâm Tý sẽ không làm vậy, cũng sợ sau này cứ ủ ê trong cái nỗi buồn vô hạn, sẽ không nhìn thấy để vẫn biết có một vài người thương yêu ta vẫn đang chờ đợi ta, hăng say vực dậy sau khó khăn. Suy cho cùng, Nhâm Tý sống sung túc hay vất vả, họ đều mang trong mình những vết thương sâu lắng. Nhâm Tý ơi, nếu có buồn hãy cứ khóc ủ ê, khóc lớn một trận, cuồng cười một khúc, say đến mê người, ngủ đến giải thân. Rồi sau đấy nhớ lại cái lý do tại sao ta lại bắt đầu, tại sao ta lại lựa chọn nhảy ra khỏi cái vòng an toàn cố hữu của bản thân, để rồi vươn mình tới những thành công mới sau những vết thương vấp ngã của cuộc đời. Có nhiều lúc Nhâm Tý có thể đổ tại vận, cũng có thể đổ tại người, tại ta cả tin hay tại ta cả nể. Nhưng đừng quên mọi thứ vẫn do chính mình quyết định, mọi họa hại mình sẽ phải mạnh dạn đối diện đối đầu. Bước sang năm 2023 âm lịch, vận trình dự báo con giáp này sẽ có rất nhiều khó khăn, biến cố trong cuộc sống của mình. Cục diện Tý Mão tương xung cũng cảnh báo rất nhiều nạn trong năm. Tuy nhiên, chỉ cần chạm mặt 3 tháng phát tài này thì mọi khó khăn đều tan biến, thay vào đó là thần tài ban phát vàng bạc, quý nhân chỉ lối, dẫn đường, cuộc sống bỗng chốc mà chuyển biến nhanh chóng mặt, không trúng số cũng có tiền tỷ cầm tay, tiền vàng nhét ngập két. Xét tổng quan năm 2023 âm lịch, tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972. Bước sang năm 2023 âm lịch, năm có thiên can là Quý Thủy, địa chi là Mão Mộc, người tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972 mệnh Mộc. Chiếu theo ngũ hành cho thấy, Thủy sinh Mộc, Mộc lại tương sinh với Mộc. Xét theo thiên can, Nhâm gặp Quý là Bình Hòa, điềm báo cho thấy trong năm quý vị vẫn có cơ hội làm ăn lớn, chỉ cần chăm chỉ, biết cố gắng và thuận theo ý trời, tức thuận theo bốn mùa mà làm ăn, thì ắt thu được thành quả như ý muốn. Xét theo địa chi, thấy rằng Tý gặp Mão là lâm cục diện hình thái tuế, công việc có đôi chút khó khăn, đôi lúc có tranh cãi là điều rất khó tránh khỏi. Tuy nhiên, chỉ cần quý vị tập trung hoàn thành tốt công việc của mình, kiểm tra lại trước khi hoàn thành công việc, thì ắt thu về thành công lớn mà thôi. Xét theo ngũ hành cho thấy, trong năm hành Mộc, gặp năm Kim bị hạn chế, bạn cần đề phòng kẻ xấu lợi dụng hoặc chiếm đoạt công sức, tiền bạc, nếu có thể bạn nên quản lý túi tiền của mình là tốt nhất. Nhìn chung bước vào năm 2023 âm lịch, do sự ngăn trở của hung tinh mà đương số khó xử lý mọi việc, do đó không thể tiến triển thêm. Họa tiểu nhân treo trên đầu, bạn sẽ bị hãm hại và vướng phải họa kiện tụng, thị phi, đều tiếng đủ đầy. Ngoài ra, bạn có nhiều sự trăn trở về vấn đề tiền bạc trong năm 2023, tài vận chưa thật sự ổn định, lại có nhiều hung tinh chủ về hao tài xung chiếu, đề phòng mất tiền mất của, đầu tư kinh doanh phải toan tính đường dài, phải thật thận trọng kẻo sai một ly đi một dặm. Do trong năm vẫn có nhiều vận hạn, nên con giáp này cũng cần cân nhắc đối với việc xuất hành, hạn chế đi xa, cẩn trọng khi đưa ra các quyết định lớn như kết hôn, làm nhà. Đặc biệt, bạn được cảnh báo nên kỵ sông nước, hạn chế đến vùng sông nước để đảm bảo bản thân được an toàn. Điểm sáng duy nhất của Nhâm Tý trong năm 2023 Quý Mão nằm ở phương diện tình cảm. Vợ chồng cũng tháo gỡ được nhiều hiểu nhầm không đáng có, gia đình luôn là nguồn động lực lớn lao, giúp bản mệnh vững bước trước mọi khó khăn và sóng gió. Xét vận niên năm 2023 âm lịch, tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972. Bước vào năm 2023 âm lịch, tuổi Nhâm Tý gặp vận niên, cẩu cuồng phong, có nghĩa là chó bị gió giữ. Đây là biểu tượng mang tính hung hại, công việc làm ăn gặp khó khăn, có tiểu nhân quấy phá, hành sự nên thận trọng, đặt thận trọng lên hàng đầu, tiền bạc hao tổn khá nhiều, đa phần do tai bay vạ gió. Xét về phương diện sự nghiệp năm 2023 âm lịch, tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972. Bước vào năm 2023 âm lịch, tuổi Nhâm Tý chịu ảnh hưởng của cục diện Tý Mão tương hình, đường công danh, sự nghiệp vẫn còn nhiều chông gai và thử thách. Tuy nhiên, chỉ có bạn cần giữ vững tinh thần, quyết tâm với mục tiêu của mình thì vẫn có cơ hội thu về thành công. Với người làm công ăn lương, trong năm mặc dù gặp nhiều vấn đề bất lợi ập tới khiến bạn khó xoay sở, đôi khi có ý định buông bỏ. Tuy nhiên, chỉ cần bạn chủ động giải quyết vấn đề chia nhỏ các việc nên làm thì chắc chắn sẽ tìm được ánh sáng nơi tối tăm mở ra con đường tiến đến thành công cho mình. Giữa nam chính ấn xuất hiện cũng cho bạn cảm thấy bản nên tích lũy kiến thức chuẩn bị cho sự đột phá về cuối năm bạn nhé. Với người làm ăn kinh doanh, trong năm bạn được chính ấn và chính quan tương trợ, cơ hội ùn ùn kéo đến, chỉ cần nắm bắt tốt thì sẽ không thiếu việc để làm. Chuyện làm ăn ban đầu dù có khó khăn, nhưng về sau vẫn đạt kết quả tốt, chỉ cần quý vị kiên trì với mục tiêu đã vạch ra,
sự nghiệp chắc chắn thăng tiến không ngừng. Với những ai muốn khởi xướng, mở rộng mối quan hệ làm ăn của mình, quý vị cũng có thể bắt tay vào làm ngay từ đầu năm. Vận khí vượng sẽ giúp quý vị mở ra con đường thuận lợi hơn, đầu xuôi đuôi lọt, đầu năm mở rộng, cuối năm hốt vàng quý vị nhé. Tuy nhiên, dù may mắn và cơ hội có nhiều, nhưng bạn cũng cần hết sức lưu ý, hành sự cần khiêm tốn, tránh khoe khoang. Tự tin thái quá kẻo rước họa tiểu nhân, con đường thăng tiến từ đó gặp trắc trở, tốn thêm nhiều công sức, hao thêm nhiều tiền của. Xét về phương diện tài lộc năm 2023 âm lịch, tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972. Bước vào năm 2023 âm lịch, việc kiếm tiền của bản mệnh vẫn chưa thật sự suôn sẻ, còn nhiều nỗi trăn trở. Nếu không tỉnh táo, bạn rất dễ rơi vào cái bẫy của kẻ tiểu nhân, tiền bạc cũng hao hụt hơn. Với người làm công ăn lương, do công việc trì trệ nên nguồn thu trong năm cũng khó gia tăng. Hơn nữa có thể vì sự chủ quan trong công việc của mình nên bạn còn có thể bỏ tiền túi ra đền bù thiệt hại. Cách tốt nhất là bạn nên tập trung tinh thần, tránh lo chuyện bao đồng, càng mau chóng hoàn thành tốt công việc của mình thì tiền bạc ngày càng dễ kiếm hơn. Đồng thời sự chăm chỉ của bạn cũng được cấp trên đánh giá cao, dấu hiệu tăng lương thăng chức xuất hiện, tiền bạc ùn ùn đổ về túi, hóa giải hết vận xui trong năm nay. Ngoài ra trong năm hung tinh tiểu hao cũng sẽ gây thiệt hại về tiền bạc như ốm đau, bệnh tật, bạn nên dành thời gian chăm sóc sức khỏe của mình nhiều hơn. Bởi những người làm ăn kinh doanh, tài vận chưa thật sự ổn định, lại thêm hung tình kiếp tài trở về hao tán tiền của. Nhắc nhở bản mệnh cầm tinh con chuột cần phải đề phòng mất tiền, mất của, buôn bán trong năm phải toan tính thật thận trọng, kẻo sai một ly, đi một dặm. Ngoài ra, khi ký kết hợp đồng làm ăn trong năm, bạn cần đọc kỹ trước khi hợp tác, kẻo bị kẻ xấu lợi dụng mà chiếm lợi riêng, tiền mất tật mang. Nếu muốn có hạnh tài bất ngờ, bản mệnh có thể thử sức ở một số lĩnh vực mới như đầu tư vào thị trường, chứng khoán, vàng bạc, bất động sản. Có điều trước khi làm bất cứ việc gì, hãy nghiên cứu kỹ càng thị trường và kiểm soát cảm xúc thật tốt, có như thế mới tránh được thiệt hại về tiền của. Nhìn chung, trong năm cũng có thời điểm tuổi Nhâm Tý sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn, áp lực về tài chính và khách quan và chủ quan. Tuy nhiên, ảnh hưởng không quá lớn, trong gian khó bạn vẫn có thể tìm thấy cơ hội tốt để vươn lên hơn người, quan trọng là phải biết phấn đấu và không ngừng học hỏi để có được thêm kinh nghiệm kiếm tiền. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo năm 2023 âm lịch, tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972. May mắn gặp được ngũ hành tương sinh với địa chi của năm, lại có cả hai đại cát tinh là Hồng Loan và Thái Âm chiếu mệnh, tuổi Nhâm Tý đón nhiều tin tích cực trên phương diện tình cảm của mình. Trong năm vợ chồng cũng tháo gỡ được nhiều hiểu lầm không đáng, đôi bên trở thành điểm tựa tinh thần, hỗ trợ cho nhau nhiều mặt trong cuộc sống. Những điều này giúp mối quan hệ thêm ngọt ngào, vợ chồng đồng lòng, cha mẹ và con cái có tiếng nói chung, góp phần giúp gia đạo êm ấm. Những niềm vui đến từ tinh thần phần nào cũng giúp bản mệnh giải tỏa được áp lực về cơm áo gạo tiền trong cuộc sống từ ngày. Hạnh phúc quả thực có thể tạo ra sức mạnh lớn lao để bạn dũng cảm đương đầu với mọi khó khăn. Có điều quý vị cần quan tâm con cái mình nhiều hơn nhé. Năm 2023 âm lịch là năm của sao Mộc tinh tọa trấn, sao này chủ về trí tuệ, người càng có nhiều kinh nghiệm sống thì sẽ là người có được nhiều cơ hội vươn lên trên số phận của mình. Bạn lại là người nổi tiếng thông minh, sáng suốt và có tầm nhìn xa trông rộng, những kinh nghiệm của bạn sẽ giúp ích cho con cái rất nhiều. Xét về phương diện sức khỏe, năm 2023 âm lịch, tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972. Hung vận trong năm khá lớn, nhắc nhở Nhâm Tý cần đặc biệt chú ý tới vấn đề sức khỏe của bản thân và các thành viên trong gia đình. Thường ngày nếu biết điều tiết tâm lý, tránh nóng nảy và mất kiểm soát đều có thể khiến ảnh hưởng tới sức khỏe rất lớn. Năm 2023 này, việc xuất hành đi xa nên được tính toán thận trọng, nếu có thể tránh được thì tốt nhất nên tạm gác lại kế hoạch di chuyển, còn nếu là việc không thể thay đổi thì bạn nên giữ an toàn cho chính bản thân mình. Đặc biệt, bạn được cảnh báo nên kỵ sông, kỵ nước, tránh hạn chế tới vùng sông nước để bảo vệ bản thân. Nếu có ý định tập luyện nâng cao thể trạng, bạn cũng nên chọn cường độ thích hợp, tránh các hoạt động quá sức. Bản mệnh chỉ cần vừa tập đều đặn, vừa phải, quan trọng là tư duy thói quen mỗi ngày để cơ thể được hoạt động trong điều kiện phù hợp là được. Quý vị thân mến, như đã tiết lộ ở trên, tiếp theo đây Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ tới quý vị về 3 tháng may mắn nhất trong năm 2023 âm lịch để quý mệnh chủ có được sự chuẩn bị trong tương lai nhé. Xin chúc mừng người tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972,
khi gặp tháng phát tài đầu tiên trong năm Quý Mão 2023 âm lịch, đó là tháng 3 âm lịch. Bước sang tháng 3, vận trình người tuổi Nhâm Tý lâm cục diện tam hợp, vật thế sự nghiệp tăng mạnh, có cơ hội đi xa hoặc khẳng định năng lực. Việc kiếm tiền cũng trở nên dễ dàng hơn những tháng trước rất nhiều, thời điểm này chỉ cần cố gắng hơn một chút thôi là làm một hưởng 10, làm chơi ăn thật. Trên phương diện sự nghiệp, trong tháng có vận quý nhân vượng, mạnh dạn mưu đại sự, sẽ có người trở về giúp tài chính và vấn đề chuyên môn. Người làm công ăn lương, nhờ có tam hợp che chở nên môi trường làm việc của họ trở nên hài hòa hơn. Nhờ đó mà bạn có thể hoàn toàn tập trung vào nhiệm vụ của bản thân, hiệu quả công việc tăng đáng kể. Có người còn được trao cho trọng trách quan trọng và đây là cơ hội để khẳng định năng lực, nếu có phải đi xa thì cũng đừng nề hà gì, hãy luôn sẵn sàng cho mọi việc bạn nhé. Tứ lục chủ tinh gặp tam bích tại hướng nam, rất có lợi cho ai đang theo đuổi con đường công danh, sự nghiệp, người làm ăn kinh doanh với đầu óc thông minh sáng tạo và khả năng xử lý tình huống nhanh nhẹn. Bạn dễ dàng gây ấn tượng tốt đẹp với mọi người xung quanh, nhân cơ hội này, quý vị có thể đề xuất việc ký kết hợp đồng hợp tác làm ăn lớn và lâu dài, hứa hẹn các khoản thu bền vững trong tương lai quý vị nhé. Bên cạnh đó, quý vị còn được chính tài phụ trợ, tài vận tháng này khá sáng, các khoản thu về tăng nhanh chóng mặt, tiền bạc cứ hết lại có tiền tài rủng rỉnh hơn trước rất nhiều. Người làm công ăn lương sẽ có một khoản thu nhập kha khá tăng lên, tỷ lệ thuận với những gì bạn đã đóng góp cho tập thể, bạn có thể nhận được khoản tiền thưởng nóng hoặc tiền lương tăng lên do bạn được thăng chức. Khoản tiền này không chỉ giúp bạn cải thiện cuộc sống mà còn là nguồn cổ vũ, động viên tích cực để bạn cố gắng hơn. Tuy nhiên, ngũ quỷ hung tinh xuất hiện, khuyên bạn chớ nên nghe theo lời xúi dục dụ dỗ của người ngoài, đặc biệt là trong những mối làm ăn không làm gì vẫn được hưởng lãi cao. Bạn làm gì cũng cần phải dựa vào khả năng phán đoán, phân tích của bản thân, muốn làm giàu thì phải dựa vào sức mình, chứ không nên mơ đến những khoản tiền từ trên trời rơi xuống. Người làm ăn, kinh doanh quý vị có thể gặp được quý nhân và quý nhân sẽ giúp bạn mở rộng các mối quan hệ, làm quen được với nhiều đối tác làm ăn triển vọng, thời điểm này bạn nên nhanh tay ký kết hợp đồng mà bạn nhận thấy rằng có giá trị. Bạn đang có những đánh giá rất chính xác về tương lai, chỉ cần tin tưởng vào tầm nhìn của mình và dũng cảm đưa ra quyết định, bạn sẽ nhanh chóng gặt hái được những thành công ngoài mong đợi. Nguyệt lệnh đế vượng cũng đem tới cho bạn nhiều dấu hiệu tích cực, người làm ăn, kinh doanh cũng có thể nhân cơ hội này để mở rộng quy mô của mình. Về mặt sức khỏe, chú ý vấn đề ăn uống, đề phòng ngộ độc thực phẩm ở nơi lạ và các chứng bệnh có liên quan tới dạ dày, bệnh tiêu hóa. Chuyện tình cảm, trước nghịch, sau thuật, kiên nhẫn xử lý từng việc nhỏ, mọi rắc rối ắt được hóa giải. Một số bản mệnh đón tin vui về con cái. Tháng phát tài tiếp theo, đó là tháng 7 âm lịch. Bước sang tháng 7 âm, bất chấp tháng cô hồn với những đồn đoán xui xẻo, thì cuộc sống của con giáp Nhâm Tý lại quật khởi mạnh mẽ. Trên phương diện sự nghiệp, được các tinh tam hợp che chở, có thể nói đây là giai đoạn dần đi vào ổn định của con giáp này. Mọi khó khăn đều đã được giải quyết ổn thỏa và các kế hoạch đều tiến triển theo đúng tính toán của bản mệnh. Tình hình công việc trong tháng rõ ràng, thuận lợi hơn trước, bạn có thể được giao phó trọng trách nào đó, hãy nỗ lực thể hiện, bởi đây là cơ hội để bạn thăng tiến. Người làm công ăn lương, có cơ hội thăng chức, tăng lương, trong tháng chỉ cần quý vị tập trung làm tốt công việc của mình, càng chủ động hoàn thành sớm, thì sẽ càng được cấp trên và lãnh đạo để ý, có cơ hội thăng quan lên vị trí cao hơn rất nhiều. Người làm ăn kinh doanh có các mối quan hệ xã giao trong tháng này cũng rất hài hòa và tốt đẹp. Bản mệnh có thể dễ dàng kết thêm nhiều bằng hữu, mở rộng mạng lưới bạn bè, tăng cơ hội gặp gỡ quý nhân. Đi đây đó cũng sẽ có người giúp đỡ, không lo đơn thương độc mã, nhân đà này dịch bệnh cũng nên tận dụng sức mạnh tập thể để gặt hái thành công lớn hơn. Về mặt tài lộc, bát bạch nhập cung chính tây, cơ hội kiếm tiền xuất hiện trước mắt, liệu bạn có thể nắm lấy và kiếm tiền đổ về túi của bạn hay không? Hãy mạnh dạn và liều lĩnh hơn một chút bạn nhé. Tháng mới hứa hẹn con giáp tuổi Nhâm Tý có tài lộc dồi dào mà chính bạn cũng không thể ngờ tới, vì đây là tháng cô hồn, nên bạn không quá kỳ vọng. Thế nhưng khi chính tài ghé thăm mang đến tin vui về tiền bạc, thì bạn hãy sẵn lòng đón nhận nhé. Có thể thấy tháng này chính là chính tài và thứ tài đều vượng, dù là người làm công ăn lương hay làm chủ tự do kinh doanh, buôn bán đều có nguồn thu nhập phong phú, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không phải đắn đo quá nhiều. Nhìn chung tháng 7 âm lịch tuổi Nhâm Tý kiếm được nhiều, nhưng chi tiêu cũng lớn cho các việc phát sinh như đi xa, đi du lịch, đi thăm bà con họ hàng. Ngay từ đầu tháng mà có kế hoạch chi tiêu rõ ràng thì mọi chuyện nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Xem lịch vạn niên, bát bạch gặp cửu tử ở trung cung, vị trí chính giữa của ngôi nhà nơi làm việc, cần chú trọng dọn dẹp bài trí đồ đạc ở khu vực này sao cho hợp lý.
tránh đặt những vật có kích thước to, nặng, kẻo gây ra từ trường nhiễu loạn, ảnh hưởng tới tài khí. Có điều kiện tuổi Nhâm Tý nên đặt một quả cầu đá phong thủy ở khu vực trung tâm của ngôi nhà, phòng khách. Vật phẩm đá phong thủy này mang tới từ trường tích cực, thu hút tài khí, giúp gia chủ gặp nhiều may mắn về tiền bạc. Phương diện tình cảm cũng không có điều gì đáng lo ngại, gia đạo bình ổn, sóng gió nào cũng sẽ qua khi hai vợ chồng đồng lòng giải quyết. Vận đào hoa của người độc thân dần vượng nên chủ động hơn trong các mối quan hệ xã giao, sẽ tăng cơ hội gặp được người phù hợp. Tuy nhiên, bạch hổ hung tinh án ngữ gây bất lợi cho sức khỏe của bản mệnh, tuổi Tý cần cẩn trọng kẻo gặp họa huyết quang, tai nạn bất ngờ, làm gì cũng cần phải cẩn thận, nhất là khi tiếp xúc với những vật sắc nhọn và có tính sát thương cao. Tháng phát tài cuối cùng, đó là tháng 10 âm lịch. Xem tử vi học phương Đông cho thấy, bước sang tháng 10 âm, sẽ có tin vui về đường tài lộc, con giáp này được thiên tài trợ mệnh, nhờ vậy mà các vấn đề về kinh tế được giải quyết. Bản mệnh cũng thở phào nhẹ nhõm khi thoát được gánh nặng, công việc cũng nhờ vậy mà tiến triển tốt, nên cũng có thể có thêm tiền thưởng từ những đóng góp này. Khả năng tăng lương ở thời điểm này không nhiều, có thể sẽ cần phải có thời cơ thích hợp, dù vậy phần lớn thu nhập của bạn trong tháng này tới từ nghề tay trái, hoặc đó là thu nhập ngoài luồng, kinh doanh, buôn bán đắt hàng, bạn có nhiều cơ hội đầu tư thu về lợi nhuận cao, chỉ cần đưa ra lựa chọn sáng suốt và quyết đoán sẽ mang tới thành quả lớn. Lúc này càng nên duy trì chi tiêu cân đối, tiết chế ham muốn mua sắm quá độ, ngoài ra không nên mang theo quá nhiều đồ quý giá kẻo bị mất trộm. Tháng này bát bạch tài tinh bay vào hướng chính Tây, đây được coi là phương vị vượng tài khí, tại phương vị này, bạn có thể chiêu biểu tượng cóc ngượng tiền để thu hút tài khí, thúc đẩy kinh doanh, buôn bán thêm thuận lợi dễ phát tài phát lộc. Với người làm công ăn lương, cả chính tài và thứ tài trong tháng đều có thu hoạch nhất định, thu nhập chính tăng dần giữa tháng, cuối tháng có thể đón tin vui về việc tăng lương hoặc hoa hồng, tiền thưởng. Mặc dù thu nhập có xu hướng gia tăng, nhưng chi tiêu trong tháng phát sinh nhiều khoản nên lấy tích lũy làm trọng, hạn chế tiêu xài lãng phí, dồn tiền cho những dự định lớn lao như mua nhà cửa, xe hơi, cho con cái đi học. Trên phương diện sự nghiệp, thời điểm này các nhiệm vụ kế hoạch còn dang dở đều được bản mệnh giải quyết ổn thỏa và gọn gàng. Công việc mới cũng không thể làm khó được bạn bởi những kinh nghiệm sẵn có, bạn hoàn toàn có thể tự tin phát huy năng lực của bản thân. Dù là người làm công ăn lương hay làm kinh doanh, đều có cơ hội phát triển sự nghiệp tương ứng, chỉ cần đặt mục tiêu rõ ràng và hạ quyết tâm tới cùng, thành công sẽ đến với bạn. Đặc biệt, có tam hội hỗ trợ, các mối quan hệ xã giao của bạn hiện tại vẫn đang duy trì ở mức hài hòa, nhờ vậy bạn sẽ có người giúp đỡ kịp thời những khi khó khăn. Cũng bởi bạn biết cách đối nhân xử thế hợp lý, nên bên cạnh bạn luôn có những người bạn, những người đối tác, cộng sự nhiệt tình và hết lòng. Nhiều thuận lợi là như vậy, song không có nghĩa tháng này bạn không có nguy cơ đối mặt với rủi ro, nhất là khi nguyệt lệnh lâm tuyệt, vận tiểu nhân vẫn luôn rình rập, nhắc nhở con giáp này chớ vội đắc ý hay ngủ quên trên chiến thắng mà chủ quan lơ là. Chỉ cần bạn luôn giữ thái độ khiêm tốn, đúng mực, làm việc chăm chỉ, thì việc tiểu nhân quấy phá cũng không ảnh hưởng quá nhiều. Hãy cứ tự tin vào bản thân và làm những điều mình muốn sẽ mang lại kết quả tích cực. Tháng có đào hoa chiếu mệnh, còn mang tới nhiều hỷ sự bất ngờ, nhân duyên tốt lành giúp người độc thân đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm tình yêu cho mình, hứa hẹn nhiều trải nghiệm thú vị, tình cảm lứa đôi ổn định và vẹn tròn. Xét về phương diện sức khỏe, tuổi Nhâm Tý không có gì đáng lo ngại trong tháng 10 âm lịch này, bản mệnh được khắc tinh che chở cơ thể nhanh chóng hồi phục, người bình thường thì sức khỏe càng thêm dồi dào. Quý vị thân mến, tiếp theo đây sẽ là phần luận giải về phong thủy giúp người tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972, đón một năm may mắn quý vị nhé. Nhâm Tý sinh năm 1972 mang mệnh mộc, tang đố mộc. Vậy mệnh mộc hợp với màu gì? Dựa vào đặc tính và ý nghĩa của mệnh mộc và quy luật tương sinh tương khắc của ngũ hành, mệnh mộc hợp với màu sắc của hành thủy, vì thủy sinh mộc nên đây là mối quan hệ tương sinh. Những màu sắc này là màu đen và màu xanh dương. Mệnh mộc cũng hợp với màu của hành mộc, vì mộc với mộc là mối quan hệ tương hợp. Màu sắc này là màu xanh lá cây. Mệnh mộc không hợp với màu sắc của hành kim, vì kim khắc mộc là mối quan hệ tương khắc. Những màu sắc này là màu trắng, xám, y. Tương tự như vậy, mệnh mộc không hợp với màu sắc của hành thổ vì mộc khắc thổ. Những màu này là màu vàng, nâu đất, nâu nhạt. Ngoài ra người mệnh mộc không nên chọn màu thuộc hành hỏa, vì mộc sinh hỏa, tuy là quan hệ tương sinh, nhưng mộc mất đi năng lượng để hỗ trợ cho hỏa, nên trong trường hợp này sẽ làm người mệnh mộc bị tiêu hao năng lượng. Màu sắc thuộc hành hỏa là màu đỏ, cam, tím. Con số và cây trồng may mắn của tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972.
Con số may mắn cho người tuổi Nhâm Tý là số 2 và số 3. Ngược lại, con số kém may mắn với người tuổi này là con số 5 và số 9. Người tuổi Nhâm Tý hợp trồng cây hoa huệ, tây hoa, loa kèn và cây hoa violet. Phật bản mệnh của người tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972. Người tuổi Nhâm Tý được sự phù hộ của Phật bản mệnh là Quán Âm Thiên Thủ, Quan Âm nghìn mắt nghìn tay. Quý vị thân mến, vừa rồi là chia sẻ của Minh Đường Tử Vi về vận trình tử vi tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972 trong 3 tháng phát tài năm 2023 âm lịch. Hy vọng rằng với chia sẻ của chúng tôi ngày hôm nay, quý vị có thể nắm rõ được vận may của mình, từ đó mà đón lành tránh dữ, gia tăng may mắn trong cuộc sống. Nếu có băn khoăn hay thắc mắc, quý mệnh chủ vui lòng để lại thông tin ngày tháng năm sinh xuống phía dưới phần bình luận để ban biên tập chương trình luận giải chi tiết trong thời gian sớm nhất. Chương trình đến đây là hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Xin trân trọng cảm ơn.